lý giải hiện tượng mây ngũ sắc liên tục xuất hiện tại thành phố Hồ Chí Minh cùng hơn 10.000 tia sấm sét dội xuống Hà Nội và các tỉnh lân cận, kỷ lục thế giới chưa từng có, sự kiện này là thiên nhiên hay là tâm linh, có liên quan gì đến sư minh tuệ. Nói theo khoa học, người ta cho rằng đó là hiện tượng quan học giữ xạ ánh sáng, giữa hơi nước của mây khi gặp mặt trời. Tuy nhiên sự việc này lại trùng vào thời điểm sự xuất hiện của thầy Minh Tuệ, người cũng mang y áo ngũ sắc đã làm chấn động tâm trí, tâm linh của thế gian hơn một tháng qua. Thiên thượng, vốn đã khai thị những hiện tượng như thế, cho người dân chúng sanh tự giác ngộ, cảm nhận được gì từ khi Đức Ngài Thầy Minh Tuệ xuất hiện. Những tình tiết giống trong phim Cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, như được tái hiện lại qua mỗi bước chân của Ngài Minh Tuệ. Và đoàn sư theo Ngài, nếu ai đã từng xem phim Đức Phật và theo dõi Đức Ngài Minh Tuệ, có những điểm giống nhau trùng khớp đến mức kỳ lạ vi diệu. Và lời tiên tri của Ngài Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm trước đó đã hơn 500 năm cũng có để lại bài thơ sắm truyền như sau nói điềm báo của mây ngũ sắc. Vua còn quốc nguyệt cày mây, phong điều vũ thuận thú rầy an dân, phong đăng hòa cốc chứa trang. Vua ở trên ngàn có ngũ sắc mây, chính cung phương khảm vần mây, thức thay thiên tử là nay trị đời. Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, ngoài tài thơ văn và nhân cách xuất chúng của một nhà giáo thì ông còn cực kỳ nổi tiếng vì tài tiên đoán tương lai, ứng nghiệm cả trăm năm. Bên cạnh đó, rạng sáng ngày 5 tháng 6 năm 2024 ông trời như nổi cơn thịnh nộ, giận dữ sấm xét kinh hoàng gần 10.000 lượt xét đánh, rồi xuống thủ đô Hà Nội là nơi thủ phủ sắc lệnh trung ương. Sau khi Đức Ngài Minh Tuệ và các sư thầy nghỉ ngơi vào nửa đêm, đã bị can thiệp đưa đi. Đấy là tội chia rẽ tăng đoàn và làm thân Phật chảy máu trong giáo lý kinh điển Phật có nói. Lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam, có hiện tượng sấm xét kinh hoàng như vậy, nhiều người đã liên tưởng tới sư Minh Tuệ nên đã rúng động tâm can. Bài viết này nên tập trung vào mây ngũ sắc video hôm 5 tháng 6 năm 2024 và ảnh mây ngũ sắc vào tháng trước, từ khi Ngài Minh Tuệ xuất hiện, gây chấn động lòng dân, và lời tiên tri của trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm với sấm xét kinh hoàng sáng ngày 5 tháng 6 này, tất cả trùng khớp thời điểm những gì đang diễn ra. Sự xuất hiện của Đức Ngài Minh Tuệ đã gây rúng động mạnh mẽ lan tỏa khắp thời không, chạm vào sâu trong trái tim tâm thức, niềm khao khát cầu đạo của người dân chúng sanh. Bất kể từng hạng người của thế gian này, dù căn cơ trí tuệ thấp hay cao sâu như thế nào, những ai bất giác từng rơi nước mắt, vì sư minh tuệ, những ai đã và đang mến mộ, hoặc tôn kính đảnh lễ và tán thán sư minh tuệ, thì họ tất cả đều là con cháu của Đức Phật Như Lai. Những ai đã và đang sân si mỉa mai, vì bán xúc phạm chữa rủa hoặc ngăn cản trở ngại gây hại sư minh tuệ thì họ tất cả đều là con cháu của ma vương. Trích từ chia sẻ của Vạn Minh Cư Sĩ Hương Đức Hạnh không ngừng bay xa Cho tới hôm nay, hạnh đầu đà, không còn là cụm từ xa lạ. Nhắc đến hạnh đầu đà, ta sẽ nghĩ ngay đến sư Minh Tuệ, mặc dù ông không phải là người thực hành hạnh này đầu tiên và duy nhất. Điều gì làm nên một liên tưởng mặc định như vậy? Vì hạnh tu này quá khó, không mấy ai làm được và trong cái thời buổi này nó là thứ gì đó xa lạ, lập dị, kỳ quái. Nên sự xuất hiện của sư Minh Tuệ đã khiến hạnh đầu đà như là pháp tu của riêng ông. Nhìn lại lịch sử, ngay thời Đức Phật tại thế, pháp tu này có không ít người thực hành, nhưng không phải ngẫu nhiên, mà đại đệ tử Ca Diếp được gọi là đệ nhất đầu đà, nghĩa là chỉ ông mới thực hành, một cách nghiêm trì và đầy đủ nhất. Lịch sử Phật giáo trải dài gần 2.600 năm, tất nhiên, đã từng có không ít cao tăng, thánh tăng chọn lựa con đường này và đạt được thành tựu viên mãn. Nhắc lại để minh định rằng, không nên nhầm lẫn giữa hạnh đầu đà mà sư Minh Tuệ đang hành trì, là giống với cách tu của các nhà sư thuộc phái cất sĩ ở miền Nam trước 1975 hay những tu sĩ thuộc phái Nam Tông bây giờ. Giữa họ có một số điểm chung ở các pháp hành và giữ gìn giới hạnh. Nhưng, ở sư Minh Tuệ, ông mới là người thực hành nghiêm m a t và rốt ráo tất cả 13 hạnh độ đã ấy. Đó là lý do vì sao người ta kính trọng, ngưỡng vọng ông, đặc biệt ngay trong giới tăng ni hoặc những bậc cao tăng đức độ cũng phải tán thán. Vì sao vậy? Vì họ rõ hơn ai hết, ở thời điểm hiện tại, ông là duy nhất cho nên cần hiểu cho đúng sức hút của ông sự lan tỏa của ông là do chính giới hạnh mà ông đắc được chứ không phải là nhờ truyền thông và mạng xã hội tất nhiên họ cũng có phần trong đó vẫn có một số người đánh đồng việc tu như sư minh tuệ cũng đang có đầy ở các nước phật giáo nam truyền như thái lan campuchia miến điện xin thưa điều này không đúng ở các nước ấy họ tu thì cũng không khác mấy những tu sĩ nam tông ở việt nam có điều họ đông hơn mạnh hơn vì phật giáo nước ta theo đại thừa là chủ yếu tôi có tham khảo qua một số tu sĩ mà họ đã đi qua nhiều nước trên thế giới họ kết luận rằng như sư minh tuệ là rất hiếm đặc biệt khả năng bộ hành đầu trần chân đất đi trên đường nhựa với sức nóng bỏng da cháy thịt có lẽ sức chịu đựng đó là vô đối nên nhớ so với thời ca diếp đi khất thực khi ấy chắc chắn không có đường nhựa chỉ là đường đất và cây cối xanh tươi bóng mát rất nhiều Rõ ràng sư Minh Tuệ đã rèn luyện được một thân kim cang để có thể hành cước liên tục, mà trên nét mặt vẫn luôn bình thản, an lạc. Như vậy, thực hành được hạnh đầu đà là một sự phi thường. Cho nên không gì ngạc nhiên khi sư Minh Tuệ được đánh giá là một tu sĩ kiệt xuất nhất trong lịch sử Phật giáo Việt Nam. Ngoài ra, cũng bởi hình ảnh của sư đã khiến bao người tỉnh thức, lột mặt bao kẻ rối gian và nhiều người đã buông bỏ tất cả mà bước theo ông trên con đường cao thượng này. Từ một hạnh đầu đà cứ thế đã có 72 hạnh đầu đà. Ta chưa bàn đến việc 71 hành giả kia có đủ căn cơ, ý chí để đi đến hết con đường hay không. Hoặc giả 71 vị ấy sẽ có bao nhiêu đầu đà đắc đạo. Việc đó không quan trọng, vì đâu phải cứ tu là đắc, cũng như thực tế ngày nay có bao nhiêu tu sĩ, bao nhiêu chùa chiền mà có thấy vị nào đắc quả được đâu. Cho nên, chỉ cần họ dám lựa chọn hạnh tu này đã là một sự dũng cảm hơn người. Thế giới tìm một đầu đà đã hiếm trong khi đất nước ta lại có cả một đoàn tăng hạnh đầu đà. Vậy, điều này không đáng để Phật giáo Việt Nam tự hào với thế giới hay sao? Có thể nói, hiện tượng này là hy hữu, khiến âm vang các nẻo, trúng động chư thiên, vì ngay cả khi Đức Phật còn tại thế cũng không có đầu đà đông như vậy. Trớ trêu thay, họ không lấy đó làm tự hào mà ngược lại họ không vui, lo lắng, bất an. Thế là đoàn đầu đà phải bị chấm dứt. Có lẽ, nếu không có bước đi này đoàn tăng ấy sẽ còn tăng thêm mỗi ngày và con số là không ai có thể biết trước. Khi ấy không biết thế giới nhìn vào chúng ta với con mắt như thế nào đây. Khi họ bị chặn đứng, chia tách, giải tán, đó là thời khắc u ám, ảm đạm với tất cả những người mộ đạo và lương thiện. Nhưng lập tức, như một tia sáng lóe lên khi mà những con người ấy rải đi khắp nẻo tìm nhau, cũng là lúc hạnh đầu đã xuất hiện mang theo hạt giống bồ đề rải khắp nơi nơi, và một lần nữa hương đức hạnh được lan xa, bay cao chỉ cần thấy một vị đầu đà người ta sẽ nhớ ngay về sư minh tuệ và chỉ như thế người ta đủ biết người tu là như thế nào người tu không cần ăn ngon mặc đẹp người tu càng không được giữ tiền bạc khi đó các giá trị chân ngụy chánh tà thiện ác tự khắc lộ rõ và chúng phật tử sẽ tự biết họ phải làm gì chưa dừng lại ở đó sức mạnh của hạnh đầu đã như đã ăn sâu vào tâm thức mỗi người nên ngay cả khi không gặp một vị đầu đà trước mặt mà chỉ cần nhìn thấy vài miếng vải rách vải nhiều màu thì cũng đủ khiến họ nhớ về một đầu đã minh tuệ. Đây cũng chính là giá trị tỉnh thức mà ông đã mang lại, một khi nó đã gieo vào đầu thì không một quyền lực nào có thể tẩy trắng đi được. Vậy nên, cho dù ông có bước đi hay dừng lại, cho dù những huynh đệ kia có tìm thấy nhau hay tan rã, thì sự tỉnh thức vẫn không thể quay đầu, nó sẽ tiếp tục hành trình, nó phải hoàn thành sứ mệnh, và đến một lúc nào đó ta lại thấy hạnh đầu sẽ có ở muôn nơi, có lẽ cũng sớm thôi. Hôm 5 tháng 6 năm 2024 xét ở bầu trời Hà Nội cả ngàn cơn. Hy hữu. Kẻ vô thần lại thường hay sợ hãi, người tính thần thì đã có đức tin. Xưa nay thiên nhân cảm ứng, người xưa... Kính thưa quý Phật tử và quý khán thính giả thân mến. Trong tâm linh học và nhân tướng học, đường chỉ tay chữ nhất luôn được coi là biểu tượng đặc biệt, là một dấu hiệu hiếm gặp trên bàn tay của con người thông thường bàn tay của một người bình thường sẽ có ba đường chỉ tay chính đó là đường tâm đạo đường trí đạo và đường sinh đạo thứ nhất là đường trí đạo người có đường trí đạo dài và rõ nét là người sống thiên về lý trí họ thích sự rõ ràng logic và theo khuôn khổ nhất định những người này thường học rất giỏi có đầu óc phân tích cao và cũng rất thực dụng nữa họ luôn sống một cách phép tách luôn lên kế hoạch cẩn thận cho từng mục tiêu mà họ muốn chinh phục tiếp đến đó là đường tâm đạo là đường nằm phía trên cùng của lòng bàn tay người mang đường tâm đạo dài và rõ rệt là người sống thiên về cảm xúc họ là những người sống siêu tình cảm hay dễ xúc động và có cuộc sống thiên về nội tâm họ hành động theo cảm xúc nên dễ mắc sai lầm vào những thời điểm quyết định cuối cùng đường sinh đạo là đường kéo dài từ giữa lòng bàn tay xuống phía dưới những người có đường sinh đạo dài và rõ ràng được cho là sống lâu khỏe mạnh và ít ốm đau đối với những người có chỉ tay hình chữ nhất thì họ chỉ mang hai đường chỉ tay chính là một đường chạy ngang lòng bàn tay và một đường sinh đạo lê dài xuống phía dưới bởi vì hai đường trí đạo và tâm đạo đã nhập vào làm một trong xem tử vi nhiều người rất thích thú và tò mò về bàn tay chữ nhất mọi người thường nghĩ bàn tay chữ nhất là bàn tay của quý nhân là người được phù trợ giúp đỡ những người có đường chỉ tay chữ nhất có khả năng nổi trội và tài năng bẩm sinh hơn hẳn người bình thường sư minh tuệ cũng có đường chỉ tay hiếm gặp này điều này đã trở thành biểu tượng của sự thông thái và lòng từ bi trong mắt nhiều người khiến cho mọi người càng tin tưởng sư chắc chắn sẽ tu hành chánh quả và cũng là hiện thân của một vị bồ tát sống người mang đến ánh sáng và sự cứu rỗi cho thế gian trên thế giới hiện nay có cựu tổng thống mỹ ronald reagan thủ tướng anh tony blair Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đều là những người sở hữu tướng tay này. Đến nay, sau hơn một tháng, bất ngờ trở thành một hiện tượng trên mạng xã hội, Sư Minh Tuệ đã thu hút hàng ngàn người đến chiêm bái, gieo duyên và đảnh lễ. Mọi hoạt động của Sư Minh Tuệ đều được công chúng quan tâm và ghi lại với đầy đủ cảm xúc trong suốt quá trình hành đạo. Sư Minh Tuệ trở thành một biểu tượng của sự thanh tịnh và trí tuệ, là nguồn cảm hứng lớn lao cho nhiều người trong việc tìm kiếm và duy trì một cuộc sống an lành và ý nghĩa. Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ phát hiện ra một đặc điểm đặc biệt trên bàn tay của Sư Minh Tuệ, khiến cho nhiều người không khỏi ngạc nhiên. Theo đó, thông qua các hình ảnh và clip được lan truyền rộng rãi, Người ta nhận thấy bàn tay của Sư Minh Tuệ có hình chữ nhất, một đặc điểm hiếm hoi và đặc biệt mà ít người sở hữu được. Đường chỉ tay hình chữ nhất được coi là một điều vô cùng khác biệt và hiếm gặp trong giới tâm linh và những người nghiên cứu về nhân tướng học. Bàn tay có đường chỉ tay chữ nhất thường được xem là biểu hiện của một người có tính cách mạnh mẽ, kiên định và tự lập. Người sở hữu đường chỉ tay này thường tự tạo ra bóng mát để che thân mình, không chờ đợi sự bảo trợ hay sự giúp đỡ từ người khác, mà luôn tìm cách đứng vững và phát triển bằng chính năng lực của mình. Việc phát hiện đặc điểm này trên bàn tay của Sư Minh Tuệ đã gây nên một làn sóng tò mò và thán phục từ phía công chúng. Nhiều người cho rằng chính đặc điểm này đã phần nào lý giải cho sự thanh thoát và trí tuệ phi thường của Thầy. Có người tin rằng, đường chỉ tay chữ nhất trên bàn tay của sư Minh Tuệ là dấu hiệu của một cuộc đời đặc biệt, mang đến sự an lành và hạnh phúc cho những ai được người chỉ dẫn. Một số khác lại nhìn nhận, đây là sự kết hợp giữa nhân tướng học và tâm linh, cho rằng người sở hữu đường chỉ tay này thường có khả năng lãnh đạo và truyền cảm hứng mạnh mẽ giúp họ dễ dàng thu hút và hướng dẫn người khác đi theo con đường đúng đắn. Sau khi xuất hiện hình ảnh sư Minh Tuệ cùng bàn tay chữ nhất, cộng đồng mạng đã được một phen xôn xao. Ai nấy đều dở oà vì từ trước đến nay người sở hữu bàn tay này đa phần đều là tài giỏi, thậm chí trở thành dĩ nhân. Dưới đây là một số bình luận của cộng đồng mạng. Tài thầy hiếm gặp thật, tâm linh không phải dạng dừa có đúng một đường tâm đạo quá tuyệt vời thầy minh tuệ ơi không chỉ sở hữu bàn tay chữ nhất sư minh tuệ còn có đôi mắt rộng thật đẹp nhìn đã biết sư sẽ sớm đắc đạo không thể bàn cãi đây là một bậc chân tu rồi trong tư duy nhân tướng học lòng bàn tay được coi là một bản đồ tương đối chính xác về tính cách và vận mệnh của mỗi con người. Một trong những điểm chính được quan sát đó là đường chỉ tay, mà đa phần 90% dân số sẽ có hai đường này tách biệt rõ ràng trên lòng bàn tay. Đường cong lên được gọi là đường tình cảm hay là đường tâm đạo, thường liên quan đến hôn nhân và mối quan hệ tình cảm. Trong khi đó, đường đi xuống thường được gọi là đường trí đạo liên quan đến học hành và khai mở năng lực tư duy thông minh mặc dù phần lớn mọi người có hai đường này tách biệt nhưng cũng có một số người mà hai đường này chập lại thành một tạo thành một đường thẳng theo hình chữ nhất trong tiếng hán chữ nhất có nghĩa là số một và đường này đi từ trái sang phải trên lòng bàn tay điều này thường được coi là một dấu hiệu tích cực biểu thị cho những người có chí lớn, muốn khởi nghiệp thành công và vượt qua mọi khó khăn gian nan vất vả trong cuộc sống. Liên hệ tới con đường tu đạo của Sư Minh Tuệ, Sư đã chọn con đường khổ hạnh và thiền định sâu sắc, thể hiện sự kiên định và ý chí mạnh mẽ trong việc theo đuổi con đường tâm linh. Nhờ vậy, Sư đã thu hút sự quan tâm và ngưỡng mộ từ nhiều người tính kiên định và quyết tâm của sư minh tuệ không chỉ được thể hiện qua hành động mà còn là tinh thần kiên nhẫn và bền bỉ trong việc vượt qua những khó khăn và trở ngại sư đã dành nhiều thời gian và công sức cho việc nghiên cứu và thực hành phật pháp không ngừng tìm kiếm và khám phá sâu sắc ý nghĩa của cuộc sống và con đường tu tập hình ảnh của sư minh tuệ cùng với các đặc điểm đặc biệt trên bàn tay của sư đã trở thành tâm điểm của sự chú ý từ cộng đồng mạng tuy nhiên không phải lúc nào những hình ảnh được đăng tải lên mạng xã hội cũng là minh chứng chính xác về nhân tướng của một người có những trường hợp mà hình ảnh có thể bị chỉnh sửa hoặc biến đổi để tạo ra ấn tượng mạnh mẽ hoặc để tôn vinh sự nhiệm màu trong đạo hạnh của sư minh tuệ sư minh tuệ có bàn tay có đường chỉ tay hình chữ nhất điều này có thể tạo ra một tác động đáng kể đối với vận mệnh và tính cách của thầy trước hết để hiểu rõ hơn về tác động của đường chỉ tay này chúng ta hãy cùng tìm hiểu về tính cách của những người có đường chỉ tay hình chữ nhất trong xã hội thường thì những người có đường chỉ tay hình chữ nhất được coi là có tính cách độc đáo ý chí mạnh mẽ và khả năng tập trung cao độ họ thường đặc biệt về mặt tính cách có trái tim lương thiện và luôn đối xử tốt với mọi người trong tình yêu họ thường rất trung thành và sẵn lòng hy sinh vì người mình yêu tuy nhiên do tính cách bảo thủ họ đôi khi có thể gặp khó khăn trong việc tìm thấy hạnh phúc trọn vẹn trong tình cảm dù là nam hay nữ người có đường chỉ tay hình chữ nhất thường rất mạnh mẽ và nóng tính đặc trưng độc đáo của đường chỉ tay chữ nhất nhiều người tin rằng những ai sở hữu đường chỉ tay này thường có những khả năng nổ trội và tài năng bẩm sinh hơn hẳn với người khác người sở hữu bàn tay có đường chữ nhất thường rất tốt bụng và thiện lành họ không chỉ được biết đến với lòng chung thủy mà còn có vị trí và quy tín trong xã hội đối chiếu với sư minh tuệ sáu năm tu học phật pháp độc hành trên con đường giao duyên đi tìm khổ hiểu khổ và khổ tự diệt đó là minh chứng rõ ràng nhất. Sư Minh Tuệ chọn con đường tu đầu đà khổ hạnh được 6 năm, 44 tuổi thành đạo, được chúng sinh kính trọng như Phật giáng thế. Trong hành trình của mình, sư Minh Tuệ cũng phải thừa nhận mình không hề biết rằng mình bỗng dưng nổi tiếng. Có hàng chục người đi theo học Phật và có tới hàng ngàn người đến chiêm bái nghe sư chia sẻ với những bài học trong quá trình học tu. Đường chỉ tay chữ nhất ứng nghiệm với tính cách của sư Minh Tuệ rất kiên định trong quan điểm và cách hành động. Thậm chí, sư đã đối diện với thách thức một cách dừng chắc và dứt khoát nhất. Nhặt giải gian đường giáp cà xa, hóa duyên độ kiếp trốn ta bà, soi đường chánh pháp khắp gần xa, không màng lợi danh chốn phồn hoa nhất tâm mười ba pháp đầu đà không tham sân si không luyến ái luôn từ bi chẳng ghét một ai cơm ngày một bữa chẳng cần hơn chúng sanh cầu phúc đức vô lượng nghe câu nam mô sao ấm áp mong người giảng lý luôn bình an phần lớn mọi người đều có ba đường chính trên bàn tay gồm đường tâm đạo, đường sinh đạo và đường trí đạo. Người ta cho rằng mỗi đường này đều mang một ý nghĩa sâu xa, liên kết chặt chẽ với số phận và cuộc sống của mỗi cá nhân. Giống như câu chuyện của Sư Minh Tuệ đang thực hành hành đầu đà, phát tâm khổ hạnh để đạt tới cảnh giới cao nhất. Sư Minh Tuệ sống và chiêm nghiệm về những lời Đức Phật dạy, dù mang hình dáng nhỏ bé nhưng với trí lực của sư đi sáu năm rồng với đôi chân trần bộ hành hẳn sư minh tuệ đã phải tu nhiều kiếp theo như đánh giá của thượng tọa thích minh đạo người đi ngược lại với đám đông và nhận định rằng chúng ta không có khả năng giống như sư minh tuệ đâu đây là người phải tu tập rất nhiều phải rất nhiều đời nhiều kiếp thực hành hành đầu đà mới có khả năng đi giống như sư minh tuệ Sư Minh Tuệ có đường chỉ tay hiếm gặp này khiến cho mọi người càng tin tưởng Sư chắc chắn sẽ tu hành chánh quả. Trở về hơn 2.000 năm trước, đoạn đường sinh mệnh của Đức Phật được cho là rất dài và rõ ràng, tượng trưng cho cuộc sống trường thọ và sức khỏe hoàn hảo. Đường trí đạo của Đức Phật được mô tả thẳng và dài, biểu hiện của trí tuệ tuyệt đỉnh và khả năng hiểu biết sâu sắc ba đường tâm đạo phản ánh cảm xúc và mối quan hệ tình cảm đường tâm đạo của đức phật cũng rất rõ ràng thể hiện tình yêu thương vô điều kiện và lòng từ bi rộng lớn đức phật có đường vận mệnh rõ ràng và mạnh mẽ biểu hiện cho sự nghiệp vĩ đại và cuộc đời đầy ý nghĩa từ đây có thể thấy điểm trùng hợp tâm linh kỳ lạ giữa con đường học phật và chính đường chỉ tay của sư minh tuệ với đức phật câu hỏi được đặt ra là liệu đây có phải là hiện thân của đức phật giáng trần hay không việc so sánh sư minh tuệ với đức phật không chỉ là một cuộc thảo luận về tính linh thiêng mà còn là một cơ hội để hiểu sâu hơn về sức mạnh của lòng từ bi và trí tuệ trong con người của sư minh tuệ sự kiên nhẫn lòng nhân ái và quyết tâm của sư thầy minh tuệ có thể là nguồn cảm hứng cho nhiều người và việc so sánh đó cũng có thể chưa hẳn phù hợp song có thể giúp cho chúng ta trả lời những câu hỏi về ý nghĩa của cuộc sống và giác ngộ tâm linh dù cho sư minh tuệ có thể không phải là hiện thân của đức phật nhưng hành trình tu tập và phát nguyện khổ hạnh của sư vẫn là một phần quan trọng của sự lan truyền và thực hành của phật pháp đến với mọi người khi chúng ta nhìn vào đường chỉ tay trên bàn tay của sư minh tuệ nhiều ý nghĩa tâm linh tự nhiên chợt hiện ra có thể trong tâm linh của mỗi người phật tử và đạo hữu việc phân tích và suy ngẫm về những dấu vết trên bàn tay của một vị sư khất sĩ là một phần quan trọng của việc tìm kiếm sự hiểu biết và sự chỉ dẫn trong cuộc sống này Đường chỉ tay chữ nhất trên bàn tay của sư Minh Tuệ có thể biểu thị cho sự kiên định và quyết tâm trong tu tập và trong suốt hành trình tâm linh của sư. Sự tinh tấn trong tu hành của sư có thể được phản ánh qua đường chỉ tay và điều này có thể gợi lên ý nghĩa sâu sắc về con đường tu tâm giác ngộ và theo ánh sáng của Phật pháp. Nhiều người có thể cho rằng việc dự đoán sư Minh Tuệ có thể lợi hiện thân của đức Phật giáng trần là một suy đoán quá xa. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả là chúng ta không phải tìm kiếm sự hoàn hảo hoặc sự siêu nhiên trong một con người, mà là tìm thấy ý nghĩa và soi sáng trong từng bước chân hướng Phật của con người có lòng từ bi và trí tuệ. Thông qua việc nghiên cứu và tìm hiểu sâu hơn về tâm linh và con đường tu tập của sư Minh Tuệ, chúng ta có thể nhận ra những phẩm chất cao quý và sự kiên định trong việc tu hành và hướng tới giác ngộ lòng từ bi của sư đã truyền cảm hứng và sự ý thức đến hàng ngàn phật tử giúp họ tìm thấy con đường đi tới hạnh phúc và ý nghĩa trong cuộc sống chúng ta cần học tập hạnh nguyện của sư minh tuệ hồi hướng theo con đường tu chánh pháp của đức phật và nhìn theo bước chân chứa đầy sự an lạc của sư thầy Minh Tuệ bằng cách chú trọng vào việc phát triển lòng từ bi, sự hiểu biết và thực hành Phật Pháp trong chính cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Điều này sẽ giúp chúng ta vượt qua những thách thức và khó khăn trong cuộc sống và tìm thấy sự an lạc và ý nghĩa hạnh phúc thật sự. Nguyện chúc quý Phật tử và quý khán thính giả đang nghe Pháp học đạo luôn được quý Phật tử và quý khán thính giả thân mến. Trong dòng chảy bất tận của cuộc sống, có những khoảnh khắc dường như thời gian dừng lại, để lại những dấu hiệu bí ẩn như một lời nhắc nhở từ thế giới vô hình, những điềm báo tâm linh xuất phát từ những giấc mơ kỳ lạ, những hiện tượng siêu nhiên khác thường hay những cảm giác trực giác không thể giải thích luôn hiện diện xung quanh chúng ta. Những điềm báo này không đơn thuần chỉ là những hiện tượng ngẫu nhiên mà còn ẩn chứa những thông điệp sâu xa, nhắc nhở chúng ta lưu tâm đến những điều thường bị lãng quên. Chúng có thể là những cảnh báo về nguy cơ tiềm ẩn, những lời thúc giục để chúng ta dừng lại và suy ngẫm, hoặc cũng có thể là những nguồn động viên tinh thần trong những thời điểm khó khăn nhất. Nhìn từ góc độ tâm linh đối chiếu với hành trình của Sư Minh Tuệ ngày 29 tháng 5 vừa qua, chúng ta không khỏi rùng mình nhận ra trong một vài clip cư dân mạng chia sẻ giữa một đám đông dây quanh, sư Minh Tuệ đã bất động một hồi rất lâu, hưởng ánh nhìn thất thần và vô định về một hướng. Dường như sư đã cảm nhận được điều gì đó không vui sắp ập đến. Trong những khoảnh khắc đó, sư Minh Tuệ dường như đã chìm sâu vào một trạng thái thiền định, tách biệt hoàn toàn với thực tại xung quanh mình. Ngay sau đó, nếu chúng ta để tâm, sẽ thấy vào ngày 30 tháng 5, lần đầu tiên, sư Minh Tuệ xuất hiện với y áo quấn thêm một dải đen lớn ở chính giữa bộ y. Nhiều người theo hành trình cùng sư đều nhận thấy trang phục của sư Minh Tuệ có thêm mảnh dải màu đen nhiều hơn so với hôm qua và những ngày trước đó những hình ảnh còn lưu lại từ những ngày trước đây cho thấy y phục của sư Minh Tuệ thường rất đa sắc màu nhưng rất ít hoặc hầu như không có màu đen màu mà sư Minh Tuệ ưa chuộng nhất là màu vàng trên mạng từng có video chia sẻ sư Minh Tuệ rất vui vẻ quan nghỉ khi nhặt được mảnh giả vàng vì theo nhân gian màu vàng là màu của nhà Phật sư Minh Tuệ là một người tu hành nổi tiếng với sự giản dị và sự kính trọng đối với các giá trị tâm linh truyền thống những bộ y phục của sư thường phản ánh sự tinh tế và tôn trọng đối với những giáo lý nhà phật nơi mà màu vàng được coi là biểu tượng của sự giác ngộ và cao quý khi nhìn thấy một mảnh giả vàng sư minh tuệ thường xem đó là một dấu hiệu may mắn và tốt lành luôn giữ gìn và trân trọng. Thế nhưng, sự thay đổi đột ngột trong trang phục của sư vào ngày 30 tháng 5 năm 2024 đã khiến cho nhiều người không khỏi bất ngờ và lo lắng. Sư Minh Tuệ xuất hiện với y áo đắp thêm rất nhiều mảnh dải đen cả ở phía trước và phía sau, cùng với một dải đen dài như cái khăn dắt chéo cổ, Hoàng từ sau ra trước, màu đen theo quan niệm dân gian là màu của tan túc và mất mát. Không ít người cho rằng sự thay đổi trang phục này chính là một điểm báo đầy bí ẩn mà người phàm khó có thể lý giải được. Cũng theo truyền thống người Việt Nam chúng ta, khi nhà ai đó có người mất, người thân thường đổi ảnh đại diện và các tài khoản mạng xã hội sang màu đen để biểu lộ sự thương tiếc cho người đã khuất sự xuất hiện của sư minh tuệ trong bộ y phục đen với đôi mắt đượm buồn dường như phản chiếu một nỗi buồn từ sâu thẳm con tim đã khiến cho nhiều người tin rằng sự thay đổi này không chỉ là một dấu hiệu đơn thuần về sự chuyển biến trong tâm trạng thói quen ăn bạc của sư minh tuệ mà còn là một lời cảnh báo về những sự kiện không may sắp xảy ra dân và rồi chỉ trong buổi chiều ngày hôm đó. Bi kịch thực sự đã ập đến khi một khất sĩ hiệu Minh Thiện đi bộ hành cùng tăng đoàn sư Minh Tuệ đã đột quỵ và không qua khỏi. Thầy Minh Thiện trong đoàn giống là Việt Kiều từ Mỹ mới về đi theo sư Minh Tuệ mới được ba ngày. Tiếc thương cho sự lìa xa khỏi ta bà Trần Thế, nhiều người đã viết nên những dần thơ cho hành trình tu đạo ngắn ngủi, nhưng đại ý niệm của thầy Minh Thiện như sau: người đã không được chọn ngày sinh ra, nhưng đã chọn được cách chết cao cả. đời diễn xứ bao năm sống phương xa, Phật đã đón về giữa đất quê nhà. đường tu khổ hạnh sát thân đã xả, dược trùng dương nguyện theo hạnh đầu đà. Hiểu kiếp nhân sinh cũng như chiếc lá Lìa cành ý ngài đến tạo dừng ta Đoạn đi theo sư Minh Tuệ hoàn toàn Vì lý do học đạo Nhằm tu dưỡng đạo hạnh và chữa lành cái tâm của mình Hướng đến bến bờ của sự giải thoát Vì vậy, duy tâm mà nói Việc sư Minh Tuệ xuất hiện Với y áo màu đen nhiều hơn Ngay từ sáng sớm 30 tháng 5 có thể được xem như một dấu hiệu tan tốc đã được định trước. Những mảnh giải đen bỗng nhiên xuất hiện nhiều hơn vào ngày buồn nhất từ đầu cuộc hành trình của đoàn chính là một ấn chứng rõ ràng trên người sư Minh Tuệ vì chân tu đang nắm giữ linh hồn của cả đoàn người. Bằng việc khoác lên mình bộ y phục màu đen, sư Minh Tuệ vô hình chung chuẩn bị cho một điều không lạnh một dấu hiệu của sự mất mát và đau buồn sắp xảy ra sự thay đổi đột ngột và bí ẩn trong trang phục của sư có lẽ không chỉ đơn thuần là một sự ngẫu nhiên mà là một thông điệp sâu sắc từ cõi vô hình nào đó mà chúng ta không thể giải thích được có thể nhiều người sẽ bảo rằng phân tích như vậy là mê tín dị đoan là mê muội nhưng chúng tôi những người tin sâu vào phật pháp vào sự nhiệm màu của Phật Pháp. Chúng tôi tin rằng đâu đó trong sự nhiệm màu của Phật Pháp với những con người phi thường chứng đạo họ có thể cảm nhận trước được những điều sắp xảy đến mà những người bình thường như chúng ta không thể cảm nhận được. Những ai để tâm về sư minh tuệ sẽ nhận thấy trong những ngày gần đây trên gương mặt và ánh mắt của sư minh tuệ phản phất rất nhiều nét buồn đôi khi là thẫn thờ và trầm mặc dù sư vẫn cố gắng mỉm cười nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tắt đi chỉ là nụ cười xả giao chứ không phải là nụ cười xuất phát từ nội tâm ánh mắt của sư dường như chất chứa nỗi lo âu vô hình một cảm giác bất an không thể lý giải sư minh tuệ giữa khả năng cảm nhận từ những dấu hiệu từ cõi vô hình có lẽ đã nhận ra một điềm báo về điều gì đó xấu sắp xảy đến. Tuy nhiên, dù có nhận thức được điều này, sư vẫn không thể làm gì để thay đổi. Nỗi buồn sâu sắc trong lòng sư dường như phản ánh sự bất lực trước những điều sắp xảy ra mà không thể tránh khỏi. Với nét mặt hiện lên vẻ mệt mỏi và thẫn thờ, cùng hành động đắp thêm y đen của sư Minh Tuệ, nó như một sự đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Chuyện tâm linh càng không thể đùa khi dân tình vẫn đang đồn nhau về con mắt thứ ba của sư Minh Tuệ. Dân cư mạng vẫn đang đồn đoán khi vết lõm sâu trên trán của sư Minh Tuệ càng ngày càng rõ. Một số người tu thiền họ nhìn được hào quang, còn mắt thường chúng ta chỉ thấy được một vết lõm. Nhưng đối chiếu với những bức ảnh cũ thì thấy vết lõm này đang ngày càng mở rộng đúng vị trí con mắt thứ ba. Khai nhãn con mắt thứ ba là một biểu tượng của sự giác ngộ sáng suốt và kết nối với vũ trụ tâm linh. Nó đại diện cho khả năng nhìn thấy nhiều hơn, hiểu biết sâu sắc và trải nghiệm cuộc sống một cách toàn diện hơn. Ngoài ra, chúng ta thấy thần thái của sư minh tuệ rất sáng, mặc dù có những người cho rằng sư minh tuệ không tắm nhưng lại có mùi thơm dễ chịu khi gần gũi tuy về mặt thực tế chúng ta không thể chắc chắn về điều này nhưng theo lý thuyết của thiền sư khi đạt đến mức độ loại bỏ quế tạp tâm linh hoàn toàn có khả năng tỏa ra một hương thơm thuần khiết như vậy thêm vào đó việc chim và bướm đến và bay lượn xung quanh sư minh tuệ cũng là một điềm báo cho thấy vị chân tu mang trong mình một luồng khí rất an lành thu hút muôn loài động vật tự nhiên thường cảm nhận được năng lượng và sự thanh tịnh từ những người có tâm linh sâu sắc chúng mới dám tiến lại gần bay lượn của anh sư minh tuệ điều này là một minh chứng cho sức ảnh hưởng tích cực mà sư minh tuệ mang đến cho môi trường và những sinh linh xung quanh xét về mặt tâm linh và cả khoa học tu hành đầu đà được xem là một trong những phép tu khó nhất trong các pháp tu của Đạo Phật. Tương tự như phép tu khổ hạnh, thậm chí Đức Phật cũng từng trải qua sự kiệt sức cơ thể khi thực hành phép hạnh này và phải tạm dừng. Muốn tu hạnh đầu đà, trước hết, người tu phải duy trì năm giới một cách kiên định trong thời gian dài. Điều này đòi hỏi phải là người tuân thủ đạo lý đạo Phật, sống một cuộc sống trong sạch, ăn chay và lòng từ bi. Tu tập dần dần từng bước là cách duy nhất để chuẩn bị tâm thức và cơ thể cho việc thực hành 13 phép tu hành đầu đà. Một trong những thách thức lớn nhất của người tu khi tu hành đầu đà là việc duy trì một chế độ ăn uống đủ chất lượng. Điều này đặc biệt khó khăn với những người thực hiện phép này vì họ thường không ăn vào buổi tối và chỉ ngủ trong tư thế ngồi. Điều này có nghĩa là họ phải tiếp tục hoạt động suốt cả ngày mà không có lượng dinh dưỡng đủ để duy trì sức khỏe. Như vậy, tu hành đầu đà không chỉ đòi hỏi sự kiên nhẫn và quyết tâm, mà còn yêu cầu sự tự kiểm soát vô cùng cao độ đối với cả thân và tâm. Đó là một hành trình nghiêm ngặt và khó khăn, nhưng cũng là một cách tiếp cận tinh thần cao quý và đỉnh cao của sự tu tập theo Đạo Phật. Dù sao thì đó cũng là hành nguyện của các vị thiền sư. Họ theo đuổi con đường tu tập Phật Pháp, mong được giác ngộ cùng chúng sinh ngay khi kết thúc cuộc đời. Mặc trang phục bộ y phấn tạo trên người, đó cũng là sự hoàn thành của ước nguyện, không có gì có thể mong mỏi hơn trong cuộc đời này. Lại nói về thầy Minh Thiện vừa qua đời, một điều đặc biệt mà cư dân bạn đã phát hiện là y phấn tảo của sư minh thiện có quá nhiều màu đen một điểm khác biệt đáng chú ý so với y phấn tảo của các thầy khác trong đoàn một số người đã nhận định rằng điều này giống như một điểm đen trên con đường tu tập của sư minh thiện tuy nhiên thương cảm với thầy nhiều phật tử và dân chúng cho rằng từ khi xuất gia sư minh thiện đã tuân thủ nghiêm ngặt giới luật và hy sinh hết mình để thực hiện phép hành đầu đà thầy không từ bỏ dù chỉ một phút cuối cùng của cuộc đời mình sự khác biệt trong y phấn tảo của sư minh thiện có thể là một biểu hiện của sự cảm nhận và sự chấp nhận của ông đối với sự vô thường và sự đau khổ của cuộc sống nó có thể là một dấu hiệu của sự sâu sắc và sự hiểu biết về bản chất của đau khổ và thế giới vô thường và cũng có thể là một biểu hiện của sự tiếp nhận và hy sinh cho cuộc sống tâm linh. Y phấn tạo bỏ gian đường, bình bác thôi đựng cúng dường từ đây. Thôi đành phải giả biệt thầy, đừng tú đức đoạn, kiếp này khó qua. Chúng ta hãy cầu nguyện cho sư minh thiện được siêu thoát kiếp này, kiếp sau có thể tái sinh, tiếp tục được duyên lành với Phật Pháp và tiếp tục bước đi trên con đường giải thoát của chính mình mong rằng sư sẽ tiếp tục được hướng dẫn và hộ trì bởi những nguồn lực tâm linh và sự sáng suốt từ vũ trụ để sư có thể tiếp tục trải nghiệm và thực hành đạo Phật trong một kiếp sống mới. Trước sự ra đi của sư Minh Thiện, có những sự quyền bí và điềm báo tâm linh ứng trên người sư Thích Minh Tuệ, từ biểu hiện trên y áo, nét trầm tư trên khuôn mặt, đến ánh nhìn buồn bã xa xăm tất cả đều khiến cho mọi người phải suy gẫm và cảm thấy sự lạ lùng không thể lý giải được từ những điềm báo này ta không chỉ nhìn thấy được sự kết nối giữa con người với thế giới tâm linh mà còn cảm nhận được sự sâu sắc của tâm hồn và tinh thần việc nhìn thấy được đoán trước được của sứ minh tuệ theo như lời của cư dân mạng không chỉ là khả năng nhìn thấy bằng đôi mắt vật lý mà còn bao gồm cả khả năng nhận biết và hiểu biết bằng con mắt tâm linh. Khả năng nhìn thấy bằng tâm hồn của sư minh tuệ giúp sư hiểu rõ hơn về bản chất của sự tồn tại và cuộc sống. Và từ đó, có thể dẫn dắt và hướng dẫn người khác trên con đường tìm kiếm sự giác ngộ và hạnh phúc. Điều này là một phần quan trọng trong hành trình tu tập và khổ hạnh của sư Minh Tuệ cũng là nguồn cảm hứng và động viên lớn lao cho những người theo đuổi đạo Phật. Và ngày hôm nay, mùng 1 tháng 6, ngày quốc tế thiếu nhi, những bước chân sư Minh Tuệ đang thẳng tiến vào cố đô Quế. Trên bộ y phục của sư, chúng ta thấy rằng có thêm một tấm vải màu trắng dắt chéo từ trước ra sau. Sư không nói gì, nhưng dường như tất cả công chúng Điều đang tự cảm nhận được sư minh tuệ đang để tan sư minh thiện một người đã cùng sư bộ hành mấy ngày qua sự việc tâm linh điềm báo chúng tôi đề cập đến quý phật tử và quý khán thính giả hôm nay về sự thay đổi trong y áo của sư minh tuệ không nhằm mục đích truyền bá tư tưởng mê tín dị đoan gì chúng tôi chỉ phân tích sự việc dựa trên những cảm nhận của đại đa số công chúng chúng ta biết rằng chuyện tâm linh đối với con người hiện nay vẫn đang là một dấu hỏi lớn đầy bí ẩn kể cả khoa học cũng chưa thể lý giải hết được có chăng những điểm báo những dấu hiệu tự chúng ta nhìn nhận và cảm nhận được bằng giác quan bằng tâm linh trong chính sâu thẳm trái tim mỗi người mà thôi cuối cùng chúng tôi muốn nhắc lại hành trình tu tập là một hành trình dài không chỉ đơn giản là một con đường đơn thuần mà còn là một cuộc hành trình tinh thần và tâm linh đòi hỏi sự kiên nhẫn quyết tâm và sự cam kết không ngừng nghỉ chúng ta những người phạm không đơn thuần có thể làm được nếu chúng ta yêu thương và kính trọng sư minh tuệ thì hãy cầu chúc cho sư luôn mạnh khỏe an lạc trên từng bước chân hướng tới bến bờ giải thoát hướng tới đắc đạo xin chúc bình an cho quý phật tử và quý khán thính giả đang nghe pháp học đạo trên kênh của chúng tôi. Xin hãy tiếp tục bước đi với lòng tin và sự kiên nhẫn và hãy luôn nhớ rằng mỗi bước chân, mỗi hành động lan tỏa quý Phật tử và quý khán thính giả thân mến. Trong cuộc sống, sự mất mát là không thể tránh khỏi và là một phần không thể tách rời của sự tồn tại. Đây là một phần không thể né tránh của thực tế đức phật dạy rằng mọi thứ trong thế giới này đều phụ thuộc vào sự biến đổi và tàn phá sự mất mát là một phần không thể thiếu của chuỗi sự kiện này có thể thấy trong vài năm gần đây thế giới đã trải qua một chuỗi biến động và mất mát mạnh mẽ gây ra những đau thương và nỗi bất an lớn cho hàng triệu người trên toàn thế giới nhìn chung không chỉ riêng ở việt nam mà còn ở nhiều quốc gia trên thế giới, những biến động này đã làm thay đổi cả diễn biến và tầm quan trọng của cuộc sống hàng ngày, tạo ra những thách thức lớn và đe dọa đến sự ổn định và phát triển của xã hội. Trước hết, dịch bệnh COVID-19 đã gây ra một làn sóng của sự mất mát không thể đếm xuể, khiến cho hơn 15 triệu người trên toàn thế giới tử vong. Ngoài ra, các xung đột và chiến tranh vũ trang cũng đã gây ra những mất mát nặng nề từ cuộc chiến tranh ở ukraine israel và hamas đến nội chiến ở myanmar hàng trăm ngàn người đã phải hy sinh hàng triệu người khác đã phải ly tán và bỏ nhà bỏ cửa ra đi trong vô định mang theo nỗi lo lắng và tuyệt vọng về tương lai trong nước hàng loạt vụ án tham nhũng siêu lớn có vụ như SCB gây thiệt hại lên đến 27 tỷ đô la. Vụ án Trịnh Văn Quyết, vụ Tân Hoàng Minh, vụ chuyến bay giải cứu, vụ Phan Quốc Diệt và đã khiến cho nhiều đại gia lãnh đạo kẻ thì mất mạng, người thì mất chức tù đại. Có lẽ sự tham lam và ích kỷ đã chiếm lĩnh lòng người, khiến cho họ không ngần ngại vi phạm đạo đức và tận dụng tình hình khó khăn của người khác để thu lợi cá nhân một số người có thể vô tư tham ô hàng triệu đô la trong khi đó hàng triệu người khác đang phải đối diện với nghèo đói với những người đang phụ thuộc vào máy thở có nguy cơ tử thần có thể đến bất cứ lúc nào hay những người đang cầu cứu sự giúp đỡ từ những chuyến bay cứu trợ để có thể trở về quê hương mình ranh giới giữa sự sống và cái chết lúc đó thật mong manh vô cùng. Có lẽ sự vô cảm đã che lấp tâm tánh từ bi của nhiều người. Nhớ lại hình ảnh những container đựng sát người, những lò thiêu người quá tải, những cuộc chạy nạn của các gia đình trên ô tô, xe máy, xe đạp trong đêm tối, trên đường đèo chạy trốn Covid. Chúng ta mới thấy sự khổ đau tràn lan với muôn vàng tướng trạng sai biệt khác nhau. Lời Phật dạy về khổ đế và nguyên nhân của sự khổ có lẽ đã hiện rõ vào tim can người Phật tử. Sự thống khổ của hiện thực đời sống, sự khô khan chai sạn của tâm hồn đã khiến cho người ta luôn khao khát và hy vọng một điều gì đó mang lại sự an lành và mát mẻ. Và rồi, Thầy Minh Tuệ xuất hiện chúng tôi xin dùng thiện ý nói về Thầy bằng tất cả tấm lòng trân quý nhất của những người làm công tác truyền thông Phật giáo. Chúng tôi gọi sư bằng Thầy vì sư quả thật là một người Thầy đáng kính trong lòng công chúng hiện nay. Và đã có một cơn mưa rào mang tên Sư Minh Tuệ. Với sự trợ duyên của nhiều Youtuber, Thầy Minh Tuệ đã nhanh chóng trở thành một luồng gió mát một cơn mưa rào, một sự chấn động thức tỉnh. Hình ảnh đôi chân trần, ý áo giá, một cái nồi cơm điện, ăn ngày một bữa. Xin ăn qua ngày, không cầm tiền, không tích trữ thức ăn. Thầy đã mang lại thiền cảm lớn, xúc động mạnh mẽ cho rất nhiều người. Với khuôn mặt tươi vui, không hề lo âu bởi áp lực cuộc sống. Thanh thản đi giữa con đường trưa nắng chan chan đã làm bừng lên sự rạng rỡ hình bóng khất sĩ. Cái y áo giá đã trở thành linh thiêng sống động và thậm chí là quy hoàng. Thầy thực hành hạnh ngủ ngồi dưới nghĩa địa, dưới gốc cây, trong ngôi nhà trống rừng núi đã làm sống lại hình ảnh du tăng khất sĩ của Phật Thích Ca Mâu Ni thuở nào. Thầy đã khiến cho bao người giấy lên trăn trở về ý nghĩa thực sự của đời người. Những người giống khắc khoải thánh thiện, bình an vượt lên ma lực của đồng tiền, quyền lực, ích kỷ, ngã mạn. Thầy đã làm rúng động hàng triệu con tim người Việt Nam trên khắp thế giới, cho người ta hy vọng về những gì tốt đẹp đang ngày một nở hoa, bất chấp mọi game màu xấu xí đen tối. Những bông sen sẽ vẫn mọc lên trên đầm lầy. Thầy khiến cho những tâm hồn ngáo và nghiện kinh sách nghiện tiền bạc, nghiện tích lũy quyền lực, trở nên xúc động, tự vấn về bản thân mình. Ta có phải đang lầm đường lạc lối hay không? Lạ lùng là có những vị sư trụ trì và các sư ở những chùa to nhỏ khác nhau trên cả nước dân tập về để được đảnh lễ dưới chân của Ngài. Điều này rất đặc biệt vì xét theo công gian giáo hội Phật giáo Việt Nam thì ngài chưa là tu sĩ của giáo hội phật giáo việt nam ta thấy chân lý phật đã vượt lên những thủ tục lễ nghi giấy tờ quy định của thế tục chính thân giáo của thầy tạo nên quan hệ lớn ảnh hưởng sâu rộng đến tâm hồn phật tử nói chung và những người chưa phải phật tử nói riêng thân giáo pháp hành hạnh đầu đà của thầy có lẽ đặt ra nhiều câu hỏi về sự đa dạng của pháp môn tu tập tại các tự diện lớn các chùa to phật lớn về pháp học và pháp hành và như một hệ quả sẽ mang lại lợi ích rất nhiều cho người đi theo con đường chánh pháp của phật thích ca nhớ đến hình ảnh của thầy và hàng ngàn người đi theo trong một clip chúng tôi liên tưởng đến phẩm bồ tát tùng địa dũng xuất trong kinh pháp qua khi chư phật xuất hiện đã làm chấn động đất tâm của hàng triệu người. Đất rúng động, nứt ra, hàng triệu triệu vị Bồ Tát hiện lên, tiếp bước chư Phật, hộ trì giáo Pháp của chư Phật chánh đẳng chánh giác tại cõi ta bà này. Chúng ta cảm nhận được rằng, cũng chính những con người theo Thầy đó, khi được Pháp Phật khai mở, khiến cho giác ngộ, họ cũng trở nên dũng mãnh vô quý, phát tâm bồ đề, hộ trì chánh Pháp chúng tôi cũng cảm nhận thấy bóng dáng của các Bồ Tát khác, của các cư sĩ, của chư thiên, long thần hộ pháp trong hình dáng những vị sư đi theo Thầy. Người quét đường, trong thí chủ cúng dượng, các chú công an giao thông, các youtuber, các thương gia hộ trì. Đặc biệt dạ cũng rất kỳ lạ trong số đó. Có một vị hộ pháp, có tướng mạo rất hộ pháp, khác lạ, đã đến để đi theo hộ trì thầy. Vì đó có khuôn mặt rất dữ, quý nghiêm, đôi bàn tay rắn chắc, hình dáng thật kỳ lạ. Trong một kiếp quá khứ, thường bất khinh Bồ Tát luôn luôn cung kính bất kể người đó là ai. Nay, ta lại cũng thấy được hình ảnh đó trong lời nói xưng hô của Sư Minh Tuệ. Con, đây cũng là điều rất đặc biệt của Sư Minh Tuệ. Trong cuộc sống này, đôi khi chúng ta gặp được những cơn mưa rào mát lành mang tên minh tuệ đây là những thời điểm quan trọng nơi những sự kiện và những người đặc biệt xuất hiện để chứng minh sức mạnh và ý chí đích thực của lòng từ bi và nhân ái sư minh tuệ trong tâm trí của nhiều người không chỉ là một cá nhân mà còn là biểu tượng của lòng nhân ái và hiểu biết sâu sắc về cuộc sống cơn mưa rào này dù nhanh hay chậm, cũng đã để lại những lợi ích to lớn cho mảnh đất tâm của hàng ngàn con người. Trong số đó, có những người là Phật tử, những người đã từng ngã xuống trong con đường tu tập và nhận ra rằng cuộc sống không chỉ là về việc tích lũy tài sản vật chất, mà còn là về việc tìm kiếm sự an bình và hạnh phúc trong tâm hồn. Cũng có những cư sĩ tài gia, những người đã từ bỏ cuộc sống xa hoa xa xỉ để tìm kiếm ý nghĩa thực sự của cuộc sống và từ đó họ nhận ra rằng sự đơn giản và tiết kiệm có thể mang lại hạnh phúc và bình an hơn là những vật chất xa xỉ hơn nữa cơn mưa rào minh tuệ cũng đã lan tỏa lợi ích cho những người luôn suy nghĩ rằng tiền bạc là trên hết sống vì tiền bạc và vì bản thân mình họ đã nhận ra rằng trong cuộc sống ý nghĩa và giá trị thật sự không phải chỉ là số tiền trong tài khoản ngân hàng mà còn là sự yêu thương và chia sẻ với những người xung quanh không chỉ vậy cơn mưa rào mát lành này cũng đã đem lại lợi ích cho những người mắc bệnh lo âu về tiền bạc tài sản và về an ninh của bản thân và gia đình quá mức những người này dưới sự ảnh hưởng của minh tuệ đã học được cách sống một cách thiền định và an lạc giúp họ giải quyết những vấn đề khó khăn trong cuộc sống một cách bình thản và sáng suốt hơn sự minh tuệ không chỉ là một cá nhân mà là một biểu tượng của lòng từ bi và sự nhân ái qua những hành động và lời dạy của mình thầy đã truyền cho bản thân tôi và cho nhiều người khác nữa về lối sống thiểu dục tri túc vô ngã và dị tha. Vì vậy, chúng tôi xin thành kính đảnh lễ và tri ân Thầy từ xa. Cầu nguyện cho Thầy luôn thân khỏe và tâm an để tiếp tục mang lại lợi ích cho tất cả mọi người. Khi nói đến đây, chúng tôi nhớ đến lời bài hát Một đời người, một rừng cây của cố nhạc sĩ Trần Long Ẩn như khơi gợi cho ta sự nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của sự kết nối và đồng nhất trong cuộc sống này sự minh tuệ như một biểu tượng của lòng từ bi và nhân ái là minh chứng sống cho ý nghĩa của sự kết nối và sự đồng nhất trong tất cả mọi vật hành trình của ngài đã làm cho chúng ta nhìn nhận rõ hơn về giá trị của tình thương và sự kết nối trong cuộc sống hàng ngày làm cho chúng ta nhớ rằng mỗi hành động của chúng ta đều góp phần vào sự phát triển của cả cộng đồng đến đây xin cảm ơn quý phật tử và quý khán thính giả đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe kênh của chúng tôi xin kính chúc quý phật tử luôn an lạc giữ vững tinh thần và niềm vui trên hành trình tu tập của mình chúng tôi cũng mong rằng mỗi người sẽ tìm thấy được sự an lạc và hài lòng trong cuộc sống của chính mình Nam mô A Di Đà Phật